thịt gà trống đầy nhất. Nông dân phát hiện 25 vật thể lạ, giá trị của chúng khiến ai nấy không thể tin nổi. Kê bảo loại sản vật quý hiếm cho đến nay vẫn được nhiều người truy tìm. Giá cả đắt đỏ của nó khiến nhiều người không khỏi choáng váng. Một người đàn ông họ Lôi đến từ Quý Châu, Trung Quốc trong khi làm thịt gà đã phát hiện được 25 vật thể lạ hình bầu dục màu vàng óng trong bụng gà. Nhiều người trong thôn đều cho rằng đây chính là kê bảo, một trong những vị thuốc quý theo kinh nghiệm dân gian Trung Quốc. Người đàn ông họ Lôi cho biết con gà giết thịt là gà trống đầy nhất đàn. Anh nuôi nó hơn một năm nhưng vẫn chưa tới 2 kg. Lôi cho biết anh để gà ăn ngô, lúa mì nhưng nó không tăng cân mà vẫn gầy sọt. Lôi cho biết hơn chục năm nuôi gà anh chưa bao giờ gặp những viên kê bảo này. Theo những người trong làng, kê bảo có thể bán giá tới 8 tỷ đồng. Lôi mang số kê bảo này tới một hiệu thuốc đông y nhưng nơi đây chỉ chấp nhận trả giá 1.000 nhân dân tệ khoảng 3,3 triệu đồng. Lôi từ chối vì nghĩ rằng giá trị kê bảo phải nhiều gấp vài trăm lần số tiền trên. Sau khi nhìn thấy bức hình lên mạng, một công ty ở Thượng Hải chấp nhận trả giá 330 triệu đồng trên viên, với điều kiện anh Lôi phải mang tới nơi thẩm định lại. Nếu đúng là kê bảo xịn, anh Lôi sẽ nhận được khoảng 2,5 triệu nhân dân tệ, gần 9 tỷ đồng. Theo tờ báo địa phương, mặc dù trước đây đã có nhiều bài báo về kê bảo, nhưng thực tế vẫn chưa có những lý giải chính xác về mặt khoa học. Có người nói kê bảo là hòn sỏi mật của gà, sau nhiều quá trình chuyển hóa sẽ có hình bầu dục, nhẹ, màu sắc thường vàng hoặc vàng ngả nâu, bề mặt nhẵn nhuyễn. Kê bảo được tương truyền là có giá trị làm thuốc quý nên giá thị trường của nó rất cao. Tuy nhiên, các chuyên gia y học hiện vẫn chưa khẳng định kê bảo có giá trị chữa bệnh thật hay không vì chưa có tài liệu nào nghiên cứu qua. Trứng là thực phẩm quen thuộc hàng ngày với rất nhiều người và được ưa chuộng bởi tiêu chí ngon bổ rẻ. Chắc hẳn nhiều người mê mẩn món trứng tráng thơm ngon, nhưng chúng ta chỉ thấy những món trứng tráng được chế biến từ vài quả trứng. Nhưng nếu số lượng lên đến 6.500 quả thì sao nhỉ? Tại thị trấn Malmedy của Bỉ, để ăn mừng lễ hội truyền thống, người dân địa phương đã quyết định chuẩn bị 6.500 quả trứng để sản xuất một đĩa trứng tráng khổng lồ với đường kính lên đến 4 mét. Nhìn vào đống vỏ trứng này cũng đủ hết hồn bởi lượng trứng khổng lồ như thế nào. Không biết bao nhiêu người và tốn khoảng thời gian bao lâu để hoàn thành công tác chuẩn bị. Sau đó, các thùng ruột trứng được đổ trực tiếp vào đường nóng. Hành và rau thơm cũng được thêm vào. Nồi khổng lồ có 13 đầu bếp dùng những chiếc thìa gỗ lớn để đảo. Cảnh tượng thực sự ngoạn mục, mùi trứng cũng lan tỏa khắp cả một thị trấn.